Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá mít Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá mít thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít trong một vài ngày trở lại đây thì đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại nha quý bà con. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể tiếp tục ổn định và có thể tăng thật là mạnh trở lại để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Vì hiện nay bà con mình cũng đang trong đợi giá mít tăng đã từ rất là lâu rồi, khoảng 4-5 tháng trở lại đây. Thì tình hình giá mít xuống thấp và kéo dài trong khoảng thời gian có thể nói là kỷ lục, bà con nông dân mình vô cùng khó khăn. Ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn có mức giá động từ 6.000 đến 7.000 đồng ký, kem nhỏ là 2.000 đồng ký, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực An Giang thì kem lớn đang có mức giá động từ 6.000 đến 7.000 đồng ký, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Còn khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 3.000 đến 3.500 đồng ký. Khu vực Long An thì kem lớn là 7, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 7, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 1 đồng ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 3.500 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, cho khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Còn khu vực Bình Phước thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực Bình Dương thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Khu vực Đồng Nai thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng ký. Còn khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.000 đến 2.500 đồng ký.